Tiếp tục thông tin với những tin tức đáng chú ý khác. Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam vừa chính thức công bố chương trình Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2021 lần thứ hai. Ngày chuyển đổi số Việt Nam năm nay có chủ đề Chuyển đổi số quốc gia, chia sẻ và kết nối sẽ được tổ chức quy mô với 10 phiên hội nghị chuyên đề. Bên cạnh 8 hội nghị về chuyển đổi số trong 8 lĩnh vực trọng điểm của chương trình chuyển đổi số quốc gia bao gồm tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông logistics, năng lượng, tài nguyên môi trường, sản xuất, công nghiệp. Tại sự kiện, hai phiên hội nghị đặc biệt cũng sẽ được tổ chức, chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hội nghị thúc đẩy Startup số Việt Nam. Sự kiện năm nay sẽ được diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5 tại Hà Nội.